Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Lao động. Thưa quý vị, liên quan đến vụ một nam sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Đại Đồng, Thạch Thất Hà Nội bị một nhóm bạn bắt nạt nhiều lần dẫn đến sang trần tâm lý và điều trị tâm thần gây bức xúc dư luận thời gian qua. Mới đây, mẹ của nam sinh này xót xa cho biết hiện con vẫn chưa thể lấy lại nhận thức bình thường. Chiều 23 tháng 11, đến thăm nhà chị, chào ca gọi khách là thằng, côn đồ, Chị Mai cho biết cháu gọi tất cả là côn đồ, không biết tên mình là gì, không biết bố mẹ là ai. Bố và chị gái thường xuyên phải để mắt tới cháu ca vì cháu liên tục la hét, đòi bỏ đi khỏi nhà. Chị Mai chia sẻ, hiếm lắm có lúc cháu nhận ra bố mẹ, nhưng chỉ được vài chục giây hoặc một phút, sau đó cháu lại mất trí. Tôi đã xác định con mình bị tâm thần vĩnh viễn, không thể khỏi bệnh được nữa. Trước đó, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai chẩn đoán cháu ca bị sang trần tâm lý, rối loạn phân ly, một dạng rối loạn tâm thần. Chị Mai khóc nói. Gia đình những đứa trẻ tấn công con tôi vừa rồi, đến nhà tôi đòi tôi phải đưa hết giấy tờ khám chữa ra, tuyên bố chỉ trả đúng số tiền đi trên giấy khám. Tôi không có hiểu biết, không biết nên làm gì. Nhưng con tôi mới 12-13 tuổi, từ một đứa trẻ nhanh nhẹn hoạt bát, giờ thành khuyết tật, Ai trả đứa con bình thường lại cho tôi, những người đã làm cho cháu trở nên như thế này thì không phải chịu bất kỳ tội gì. Trước đó một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một học sinh bị bắt nạt bởi một nhóm học sinh khác. Nhóm này gồm 5-6 người dồn nam sinh vào góc tường. Sự việc này được xác định xảy ra tại trường Trung học cơ sở Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Nhóm học sinh đều đang học lớp 7, nạn nhân là em VVTK. Do sợ hãi, cháu ca không báo với thầy cô và gia đình biết. Tới ngày 16 tháng 9, nhà trường và gia đình mới biết sự việc. Theo tìm hiểu của gia đình và nhà trường, ca đã bị tấn công nhiều lần, không xác định được ngày quay clip nói trên một cách chính xác. Ngày 20 tháng 9, hiệu trưởng triệu tập hội đồng kỷ luật nhà trường, các học sinh bắt nạt bạn cùng gia đình nhận lỗi. Ngày 21 tháng 9, cháu ca có biểu hiện sang chấn tâm lý. Gia đình đã đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Thọ thăm khám, được bệnh viện cho về điều trị tại nhà. Ngày 25 tháng 9, ca đến trường học trở lại. Trong ngày, cháu tiếp tục bị một bạn trong nhóm dọa nạt, nên tối đó cháu có biểu hiện lo sợ. Gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Trung ương khám. Kết quả chẩn đoán, cháu ca bị rối loạn phân ly, một dạng rối loạn tâm thần. Ngay sau vụ việc, cháu VVTK ở trường trung học cơ sở Đại Đồng, một vụ việc nghiêm trọng khác lại xảy ra tại trường trung học cơ sở Tân Minh, Thường Tín, Hà Nội. Nạn nhân là cháu Hát, học sinh lớp 6, bị các bạn bắt nạt ngay tại hành lang lớp học. Ngoài 4 học sinh tham gia đánh trực tiếp, nhóm hơn 10 học sinh khác, cả nam lẫn nữ, đều học lớp 6, đứng quay lại để quay clip, đồng thời bình phẩm cười cợt, chế diễu bạn bằng những lời thổ tục cháu hát cho biết đây không phải là lần đầu bị bắt nạt. cháu đã bị bạn học u tấn công hai lần trước đó. u còn dọa tấn công những ai dám chơi với cháu hát. gia đình cháu hát đã báo cáo nhà trường, nhà trường đã kiểm điểm học sinh u. tuy nhiên sau lần bị kiểm điểm, học sinh u đã rủ bạn và nhà tấn công cháu hát. hiện cháu hát vẫn đang hoảng loạn tâm lý, không muốn đi học. tiến sĩ phạm thị thúy, chuyên gia xã hội học và tâm lý học nhận định các vụ ẩu đả ở môi trường học đường đang bị xử lý, mang tính hình thức và hành chính hóa nhiều quá, không thực sự đi và giải quyết nguyên nhân sâu xa của vụ việc. Đây là nguyên do khiến những vụ việc tái đi tái lại, vụ sau nghiêm trọng hơn vụ trước. Ngoài hai vụ việc tại Hà Nội, tiến sĩ Phạm Thị Thúy dẫn chứng thêm câu chuyện mới xảy ra tại Nha Trang. Theo đó, em TM bị kết tội đã nên bóng về A trong giờ thể dục. Cách xử lý của giáo viên không thuyết phục khiến mâu thuẫn giữa học sinh không được giải quyết. TM cảm thấy oan ức đã viết thư tuyệt mệnh và quyên sinh. Tiến sĩ Phạm Thị Thúy phân tích, chúng ta cần tìm hiểu kỹ vì sao các con có hành vi côn đồ với nhau, phải lắng nghe hai bên. Khi lắng nghe, đối thoại, thấu hiểu thì mới có cách thức hóa giải, có biện pháp triệt để. Không phải cứ cấm trẻ đi học 3 ngày hay một tuần là xong. Tôi phản đối việc này. Trẻ nghỉ học không những không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ mà còn làm cho trẻ chất chứa thêm ấm ức, tổn thương và có thể dẫn đến mức độ nghiêm trọng cao hơn như xảy ra vụ việc mới. Tiến sĩ Phạm Thị Thúy cho rằng, để làm được việc lắng nghe, đối thoại, thấu hiểu với cả hai phía gồm nạn nhân và thủ phạm rất cần sự hiện diện của chuyên viên tham vấn tâm lý học đường. Các giáo viên không được đào tạo về kỹ năng, kiến thức tham vấn tâm lý sẽ không đảm đương được. Bên cạnh đó, các trường học cần những buổi tập huấn sâu cho học sinh đang có về sự tôn trọng và cách quản lý xung đột, cung cấp cho các em kỹ năng, cách thức kiểm soát cảm xúc bất đồng từ mới lớn, hóa giải mâu thuẫn. Dịch vụ hỗ trợ tâm lý cho học sinh bị bắt nạt và học sinh bắt nạt bạn cũng rất cần thiết. Học sinh phải hiểu rõ hành vi của mình sai ở đâu và chịu trách nhiệm gì về hành vi sai đó. Từ đó học sinh mới không mắc phải sai lầm tương tự. Tiến sĩ Phạm Thị Thúy cũng nhấn mạnh, vấn nạn học sinh sử dụng hành vi côn đồ ngày càng trẻ hóa độ tuổi, hung hăng hơn, hậu quả nặng nề hơn có rất nhiều nguyên nhân từ phía người lớn, gia đình, nhà trường, xã hội. Ngoài nguyên nhân độ tuổi dậy thì ngày càng sớm, bà Thúy chỉ ra hai nguyên nhân quan trọng khác. Một là các video tiêu cực trên mạng xã hội ngày càng nhiều, trong khi trẻ được bố mẹ cho tiếp cận mạng xã hội sớm. Hai là mâu thuẫn trong gia đình giữa cha mẹ với nhau và cha mẹ với con cái chưa giảm cha mẹ bận rộn hơn, nhiều áp lực cuộc sống, dẫn tới chút cảm xúc tiêu cực và hành vi tiêu cực lên con cái nhiều hơn. Đứa trẻ bị dồn nén cảm xúc trong gia đình sẽ tìm cách phản ứng, chút giận với những người xung quanh, đặc biệt là bạn bè cùng trang lứa, do đó một mâu thuẫn nhỏ cũng có thể gây ra vụ việc nghiêm trọng. Để giải quyết căn cơ vấn đề này, tiến sĩ Phạm Thị Thúy khẳng định người lớn cần phải thay đổi trước. Tiến sĩ Phạm Thị Thúy nêu quan điểm chúng ta, những người lớn, phụ huynh, giáo viên hợp tác với nhau như thế nào để cùng chung tay xây dựng trường học hạnh phúc, một môi trường học tập có yêu thương, tôn trọng, an toàn. Trong đó mọi cảm xúc của trẻ được lắng nghe, trẻ được khuyến khích hành vi tích cực, được giáo dục ý thức xã hội, sự tôn trọng lẫn nhau, biết cách hóa giải xung đột mâu thuẫn trong cuộc sống. Thưa quý vị, cũng xuất phát từ việc bị các bạn học sinh tấn công hội đồng. Mới đây, một nữ sinh lớp 4 tại Đắk Lắk đã phải nhập viện trong tình trạng bị bầm tím nhiều vùng trên cơ thể và tâm lý khủng hoảng, bất ổn. Chiều ngày 22 tháng 11, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ea Tân, huyện Krông Năng, Đắk Lắk xác nhận địa phương đã nhận được báo cáo của trường tiểu học Bế Văn Đàn về việc một học sinh bị nhóm bạn bắt nạt xảy ra tại trường này. Thông tin ban đầu, 10 học sinh lớp 4 của trường đã tấn công một nữ sinh cùng lớp, nhà trường đã mời phụ huynh các em đến để trao đổi giải quyết. Vì lãnh đạo xã thông tin, phụ huynh của các học sinh đã xin lỗi tham hỏi nữ sinh bị tấn công. Tuy nhiên, do còn vướng mắc với nhau trong việc bồi thường cho gia đình nữ sinh nên vụ việc chưa được giải quyết xong. Chị V, phụ huynh của em NTMU, sinh năm 2014, học sinh lớp 4B, trường tiểu học Bế Văn Đàn cho biết, con gái chị đi học bị 10 bạn cùng lớp tấn công gây thương tích. Theo chị V, cháu U bị bắt nạt nhiều lần nhưng không dám nói với bố mẹ vì bạn đe dọa. Chiều ngày 11 tháng 11, chị thấy con gái đi học về có thương tích bầm tím, cơ thể có vết lổi lõm và thấy cháu khóc. Chị V cho hay, Biết có chuyện chẳng lành, tôi và ông bà ngoại đã thuyết phục thì cháu kể việc bị 10 bạn, 9 nam và một nữ đóng cửa lớp để nhốt và tấn công. Trước sự việc, gia đình vội đưa bé đi bệnh viện kiểm tra và báo nhà trường xử lý. Cũng theo chị về, trường đã mời các phụ huynh có liên quan đến làm việc. Ban đầu, trường muốn xử lý nội bộ sẽ hạ hạnh kiểm các em đã vi phạm và các phụ huynh sẽ bồi thường thuốc men viện phí cho cháu với mức 5 triệu đồng một gia đình. Tuy nhiên sau đó các phụ huynh không đồng ý số tiền này và việc trường hạ hạnh kiểm chỉ dừng lại ở mức trung bình hoặc khá nên gia đình không đồng tình. Chị về bức xúc, tôi thấy việc con tôi bị bắt nạt chỉ hạ xuống mức hạnh kiểm như vậy là không thỏa đáng. Những em học sinh này cần phải xử lý nghiêm để gian đe để không có hành vi manh động như vậy. Riêng mức bồi thường viện phí, tôi cũng không màng mà đến nữa mà kêu cứu để cơ quan chức năng xử lý nghiêm với mong muốn không có học sinh nào bị như con tôi. Chị về nói thêm, cháu U liên tục phải nằm viện, nửa đêm thường giật mình tỉnh giấc, khóc vì hoảng sợ và không dám đi học. Nguyên nhân của việc bị bắt nạt được cho là do cuối năm học lớp 3, cháu U hứa sẽ cho bạn một chai nước ngọt nhưng sau đó không thực hiện. Người mẹ chia sẻ, gia đình tôi vừa xin chuyển lớp cho cháu và động viên Trần An cháu mãi, cháu mới chịu đến trường. Tôi rất lo lắng vì vụ việc vừa rồi ảnh hưởng tâm lý con tôi rất nặng nề. Ông Nguyễn Duy Lam, phó hiệu trưởng phụ trách trường tiểu học Bế Văn Đàn thừa nhận, tại trường có xảy ra sự việc 10 học sinh tấn công một em học sinh phải vào viện điều trị. Ông Lam cho biết, thời điểm xảy ra ẩu đả, thầy cô giáo chưa đến trường nên không biết và không được báo lại nên chưa nắm bắt. Ngay sau khi biết vụ việc, trường đã có hai buổi làm việc cùng phụ huynh để giải quyết. Nguyên nhân của việc ẩu đả, theo lãnh đạo nhà trường, do cuối năm học lớp 3, cháu U có mượn một hộp trì màu của một bạn nữ và nói sẽ đưa bạn này 20.000 đồng. Tuy nhiên sau đó U không đưa, dẫn đến xích mích với các bạn. Ông Lam cho hay, các phụ huynh có con tấn công cháu U đã xin lỗi, xin chịu tiền thuốc men, động viên tham hỏi đối với nữ sinh và đều nhận trách nhiệm sẽ quản lý chặt chẽ con em mình để không còn tình trạng này. Phó hiệu trưởng nói thêm, ban đầu với mức hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng lo viện phí cho cháu U, một số phụ huynh đồng tình, nhưng sau đó nhiều người lại không đồng tình. Nhà trường đã thiết lập hồ sơ, báo công an xã Ea Tân giải quyết. Ông Lam thông tin, nhà trường mong muốn dùng đức trị để gian đe, giáo dục các em biết nhận ra cái sai và không bao giờ tái phạm nữa vì các em còn quá nhỏ, quá non nớt. Trường hợp không xử lý nội bộ được, bắt buộc mời cơ quan chức năng vào cuộc vì ngoài khả năng của nhà trường. Vâng thưa quý vị có thể thấy rằng hiện nay vấn nạn học sinh sử dụng hành vi côn đồ để giải quyết mâu thuẫn ngày càng nhiều. Vậy nên thiết nghĩ nhà trường và các bậc phụ huynh cần có những biện pháp giáo dục con em mình để góp phần đẩy lùi những cái xấu, cái tiêu cực, tạo một môi trường học tập thật lành mạnh. Và đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.